Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa mới ký kết các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với hai quốc gia Ả Rập là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Đây được đánh giá là thời khắc lịch sử, không chỉ mở ra chương mới cho quan hệ hợp tác giữa Israel với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain, mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quan hệ của Israel với thế giới Ả Rập nói chung. Việc Israel liên tiếp đạt được thỏa thuận với hai quốc gia Ả Rập trong một thời gian ngắn được đánh giá là một thành tựu đối ngoại vượt trội của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Bởi vì rất nhiều đời Tổng thống Mỹ trước đó vẫn chưa thể hàn gắn được chia rẽ bất đồng sâu sắc giữa Israel với thế giới Ả Rập kể từ khi các nhà lãnh đạo Ả Rập gặp nhau tại Sudan năm 1967 và thống nhất không công nhận nhà nước Israel, không có hòa bình với Israel và không đàm phán với Israel. Cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thúy Ngọc với phóng viên Phạm Huân, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ sau đây sẽ phân tích về những yếu tố đằng sau thành tựu này cũng như là tác động tới chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Xin chào anh Phạm Huân ạ. Vâng, xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa anh, dưới sự trung gian của Mỹ thì Israel vừa chính thức ký thỏa thuận hòa bình với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain tại Washington. Theo anh, nhờ đâu mà Mỹ có thể làm được cái điều mà nhiều đời tổng thống tiền nhiệm không thể làm được, đó là khiến hai nước Ả Rập liên tiếp đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel như vậy ạ? Vâng, theo tôi thì có thể khẳng định rằng là cái lễ ký chính thức hai cái thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Israel với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và giữa Israel với Bahrain là một trong những cái sự kiện nổi bật nhất, thu hút cái sự quan tâm rất lớn của dư luận và những cái người yêu trụng hòa bình trên toàn thế giới. Để đi đến hai cái thỏa thuận lịch sử này thì không thể phủ nhận cái vai trò mối lái thành công của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Đúng là các cái chính quyền Mỹ tiền nhiệm, cả Cộng hòa và Dân chủ thì đều đã nỗ lực kiến tạo hòa bình giữa Israel và thế giới Ả Rập, song chưa có chính quyền nào đạt được cái thành công lớn và diễn ra gần như là liên tiếp như cái lần này. Và theo tôi thì cái điều đó xuất phát từ hai lý do chính. Thứ nhất, đó là cái thành quả từ nỗ lực ngoại giao con thoi thời gian qua của cả Ngoại trưởng Mike Pompeo và Jared Kushner, cố vấn cao cấp Nhà Trắng, đồng thời là con rể của Tổng thống Donald Trump. Đáng chú ý là các cái chuyến công du Trung Đông của cả ông Pompeo và Kushner thì được thực hiện trong cái bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp tại Mỹ và các nước trong khu vực. Cái lý do thứ hai đó là cành ô liu mà chính quyền Tổng thống Donald Trump chia ra cho hai quốc gia Ả Rập. Ông William Hatung, giám đốc chương trình vũ khí và an ninh tại Trung tâm Chính sách Quốc tế có trụ sở tại thủ đô Washington thì cho rằng là các cái hợp đồng bán vũ khí là một nhân tố quan trọng dẫn đến hai thỏa thuận hòa bình vừa được ký kết. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì từ lâu đã mong muốn có được các máy bay chiến đấu F-35 và số lượng lớn hơn các loại máy bay không người lái của Mỹ. Nhưng Washington thì không thể bán bởi vì cam kết duy trì lợi thế quân sự của Israel trong khu vực. Bahrain thì chắc chắn cũng được hưởng lợi từ hoạt động chuyển giao vũ khí của Mỹ, nhất là từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump gỡ bỏ lệnh cấm bán các máy bay chiến đấu F-16S cho nước này. Và do vậy thì trong một cái chừng mực nào đó thì Bahrain để phục ông Trump. Không lâu sau khi lên nắm quyền năm 2017 thì ông Trump đã quyết định bán các máy bay F-16S cho Bahrain mà không gắn với điều kiện về nhân quyền. Vâng, vậy theo anh thì việc đưa được các quốc gia Ả Rập ký thỏa thuận hòa bình với Israel nó sẽ tác động như thế nào tới cái chiến lược của Mỹ tại khu vực, nhất là với kế hoạch Đại Trung Đông mà Mỹ đã công bố? Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain đồng ý ký thỏa thuận hòa bình với Israel thì được kỳ vọng sẽ tạo ra cái xung lực cho cái sự ra đời thỏa thuận hòa bình tiếp theo giữa Israel và các thành viên khác thuộc khối Ả Rập. Tuy nhiên thì để có được cái kết quả đó thì một lần nữa cần nhấn mạnh cái vai trò của cố vấn cao cấp Nhà Trắng Jared Kushner, kiến trúc sư trưởng của kế hoạch hòa bình Trung Đông. Quả thật, ông Jared Kushner và nhóm nhỏ của ông xứng đáng được ghi nhận cái công lao to lớn vì đã khởi xướng và duy trì nỗ lực thành công nhất của Mỹ trong việc kiến tạo hòa bình Trung Đông kể từ cái Hiệp định Hòa bình Israel-Jordani năm 1994. Đặc biệt, cái sáng kiến của ông Kushner trong việc tổ chức hội nghị hòa bình đến thịnh vượng tại thủ đô Manama của Bahrain vào tháng 6 năm ngoái thì đã tạo tiền đề cho Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cùng bình thường hóa quan hệ với Israel lần này. Mặc dù là hiện chưa có gì đảm bảo, song sẽ không gây ngạc nhiên nếu việc bình thường hóa quan hệ giữa Oman và Israel diễn ra tiếp theo, và cũng không có gì ngạc nhiên khi chứng kiến một cái thỏa thuận tương tự giữa Israel và Maroc. Cái câu hỏi lớn nhất đặt ra hiện nay là liệu có một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út, quốc gia được xem là anh cả, đóng vai trò dẫn dắt chính sách đối ngoại của khối Ả Rập. Bình thường hóa quan hệ với Israel thì có thể là một cái bước đi quá xa đối với chính phủ Ả Rập Xê Út,
nhưng nước này thì cũng đang cho thấy một cái quan điểm cởi mở hơn trong quan hệ với Israel. Thưa anh Phạm Huân, giới phân tích có cho rằng là việc liên tiếp công bố các thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa các quốc gia thì có ý nghĩa rất là lớn với cái chiến dịch tái tranh cử của ông Donald Trump ở thời điểm này. Vậy thì anh có thể phân tích cụ thể hơn về cái nhận định này được không ạ? Trước hết thì chúng ta cần lưu ý rằng là lịch sử các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã chứng minh rằng là cái chính sách đối ngoại hiếm khi là cái vấn đề quan tâm hàng đầu và tác động lớn tới quyết định bầu cho ứng cử viên nào của cử tri Mỹ trong ngày tổng tuyển cử. Tuy nhiên thì để có thể phần nào thuyết phục cử tri Mỹ về cái thành tựu đã đạt được trong gần 4 năm cầm quyền vừa qua thì Tổng thống Donald Trump vẫn cần có điểm nhấn về chính sách đối ngoại. Qua đó thì mở ra cái cơ hội tiếp tục tại vị thêm 4 năm nữa. Trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung thì đang trong cái trạng thái đối đầu toàn diện, tiến trình đàm phán hạt nhân với Triều Tiên thì gần như là bế tắc hoàn toàn. Xung đột với Iran thì có nguy cơ nổ ra bất cứ lúc nào. Quan hệ với Nga và thậm chí giữa Mỹ với các nước đồng minh bên kia bờ Đại Tây Dương thì luôn trong cái trạng thái căng thẳng. Do vậy mà việc đạt được những cái bước đột phá trong kế hoạch hòa bình Trung Đông thì sẽ giúp ông Trump ghi điểm trước cử tri Mỹ trên cái mặt trận đối ngoại. Quan trọng hơn, hai cái thỏa thuận hòa bình lịch sử vừa ký kết giữa Israel với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain, thậm chí còn có thêm các thỏa thuận khác được công bố trước ngày 3 tháng 11 thì sẽ giúp ông Trump giành được cái sự ủng hộ lớn hơn từ cái cộng đồng người Mỹ gốc Do Thái. Cộng đồng này thì tuy không đông, song luôn đóng cái vai trò quan trọng trong chiến thắng của bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào, dù là người của Đảng Cộng Hòa hay là Dân Chủ. Xin cảm ơn anh Phạm Huân với những phân tích vừa rồi.